không chỉ là nơi chốn đi về, mà còn là nơi sáng tạo không gian linh hoạt, là nơi tái tạo năng lượng, là nhà, là nơi làm việc, là lớp học của con, và nhiều hơn thế nữa, đó còn là nơi trải nghiệm một phong cách sống khác biệt, tiện nghi và hiện đại. Nơi rút ngắn mọi khoảng cách, nơi sẽ chia những cảm xúc, nơi cảm nhận hơi thở cuộc sống.